Hương Chinh Hồ xin chào cả nhà. Ngày mới thì Hương chúc cho cả nhà thật nhiều sức khỏe và thành công trong mọi công việc. Tiếp tục cái video hôm nay là Hương sẽ gửi đến cả nhà một món ăn rất là quen thuộc. Đó là cái món cá tê tượng chiên xù cuốn bánh tráng. Mời cả nhà cùng theo dõi video. Cá tê tượng thì mình mua về và mình sẽ mổ bụng ha, mình ngâm muối với chanh, rửa cho nó thật là sạch cái vảy, rồi mình để cho thiệt là ráo nước, mình mới để vô chảo dầu mình chiên ha. Cái chảo của mình thì hơi bé, mình chiên lận con thôi. Rồi mình mới chiên tiếp một con nữa. Tại con cá này nó tới ký mấy, 2 ký rồi, nó hơi to. Mình chiên lận con thôi. Mà phải để cho con cá thật là ráo nước nha, thôi nó sẽ bị bắn dầu vô người mình đó. Bây giờ thì đã vàng được một bên cá rồi, mình sẽ trở lại. Mình chiên cái lửa này nó cũng vừa thôi, chứ đừng có lớn quá. Lớn quá là cái con cá mình nó bị áp, nó không ngon. Bây giờ đã chiên xong rồi, nhưng mà còn nghe lập bập đó là cái tiếng mưa. Tháng này mà cũng còn mưa, mưa thiệt là lớn nữa. Thịt con cá thiệt là vàng, thiệt là hấp dẫn luôn á. Thì mình cá tê tượng chiên này thì mình sẽ ăn với nước mắm, và ông xã đang làm cái tô nước mắm để mà ăn với cá. Mình cuốn thì mình cũng phải có rau sống và bún nữa. Dạ bây giờ thì mình mời cả nhà cùng ăn cá tê tượng cuốn bánh tráng và chấm nước mắm với mình. Cho chút xíu bún, xíu rau, xíu dưa, xíu hẹ, rồi mình vẽ một miếng cá vào, tùy theo mình muốn ăn nhiều hay ít. Cái vảy ăn rất là giòn nghe, không có bị cứng nha cả nhà. Mình cho luôn, cuốn lại một cuốn rồi mình sẽ chấm với nước mắm. Giờ thì mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Chứ bây giờ thì mình sẽ ăn cá này thì ai ăn tới đâu thì cuộn tới đó, chứ không có cuốn sẵn như gửi cuốn. Giờ thì mình cũng xin tạm ngừng cái video lại vì mình đói quá rồi. Mình cảm ơn cả nhà đã xem cái video của mình, và nếu thích món này thì hãy chạy ngay ra chợ mua về làm ăn đi nhé cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video tiếp theo.